Cái này sẽ đặt cái shopee có đúng không? Cái sản phẩm này em thì nó không sử dụng nhiều mẫu, à, không phải mẫu nào cũng có. Mỗi lần kiểu đi handmade thì nó cũng mẫu một kiểu đúng không? Trên fanpage này em là sẽ có nhiều mẫu nhất, còn trên shopee thì lại không có nhiều mẫu lắm. Fanpage ở đâu ra đó? Không có, chỉ có mỗi fanpage trên mình cặp. Đây là kể cả cùng mẫu thì ba cái này sẽ không bao giờ là giống nhau cả. Thì cái sản phẩm nhà em hướng đến là không lặp lại. Đừng muốn thức ăn với con kia đi ra. Cái này ở đây chỗ luôn. Nó nằm ở trong đây.